Trong khi Warren Buffett mất 55 năm để gia nhập câu lạc bộ tỷ phú, thì Jay Walker đã làm được điều đó trong vòng chưa đầy một năm. Ông đã ra mắt Priceline.com trong thời kỳ bong bóng .com và giá trị tài sản của ông ấy đã ngay lập tức tăng từ con số 0 lên hàng tỷ đô la. Nhưng điều đó lại không kéo dài được lâu, vì khi bong bóng vỡ, giá trị tài sản ròng của ông cũng giảm theo. Trong khi Buffett vẫn đứng trong danh sách các tỷ phú và có vẻ như ông sẽ còn muốn ở trong đó dài dài. Và đó mới là sự giàu có bền vững mà tất cả chúng ta đều muốn hướng tới. Tiền bạc là một loại trò chơi vô cùng khắc nghiệt và đầy rẫy sự cạnh tranh và tàn nhẫn, mà nếu bạn không biết những quy luật của nó, bạn sẽ thất bại. Vấn đề với hầu hết mọi người là họ có thể làm việc chăm chỉ cả đời, nhưng cuối cùng lại trở nên nghèo khó vì họ không biết trò chơi tiền bạc vận hành như thế nào. Vì vậy, nếu bạn muốn thắng trong cuộc chơi tiền bạc, thì bạn cần nắm vững những quy luật của nó. Ngày hôm nay, Happy Life xin chia sẻ với bạn 8 quy luật của đồng tiền. Thứ nhất, tiền mọc ở trên cây. Chắc chắn rằng bạn sẽ thấy quan điểm này hơi kỳ lạ. Tiền nào mà lại mọc ở trên cây? Nhưng ý chính của quy luật này không phải là bảo bạn hãy vui chơi đi, đừng làm gì cả, vì bạn có thể hái ra tiền ở trên cây, mà ngụ ý của nó muốn nhắc nhở bạn hãy tìm cách đầu tư từ sớm. Nó cũng giống như việc trồng cây vậy. Nếu bạn có một rổ táo và ăn hết chúng, bạn sẽ không còn quả táo nào để ăn. Nhưng nếu bạn gieo hạt táo xuống đất, bạn sẽ có rất nhiều táo sau này. Bạn không thể đánh đổi thời gian của mình để kiếm tiền trong suốt cuộc đời. Đó là lý do tại sao bạn cần trồng những loại cây giúp bạn kiếm tiền khi bạn không ở đó. Nghe thì không dễ chút nào, bởi vì trồng cây thì khó mà lại cần rất nhiều sự kiên nhẫn. Đầu tiên, bạn phải gieo hạt giống. Nhưng hạt giống đó sẽ vô dụng nếu nó không được trồng trên mảnh đất giàu dinh dưỡng. Cây sẽ không tự mọc, bạn cần phải tưới nước và chăm sóc nó, và chắc chắn rằng nó sẽ không mọc trong một sớm một chiều. Một số cây cần 10 đến 20 năm, thậm chí là 30 năm để phát triển. Nhưng một khi nó lớn lên, nó sẽ tiếp tục sinh ra trái cây mà không tốn nhiều công sức. Điều tương tự cũng xảy ra với việc đầu tư. Khi bạn xây dựng một doanh nghiệp hoặc tiết kiệm đủ nhiều để có một khoản đầu tư tốt, nó sẽ tiếp tục tạo ra thu nhập thụ động. Bởi vì một lúc nào đó bạn có thể già đi, bị bệnh tật và bạn sẽ không thể làm việc sung sức như những năm tháng tuổi trẻ được. Vì vậy, ngay cả khi bạn kiếm được rất nhiều tiền, bạn cũng có thể trở lại nghèo ngay lập tức nếu bạn không trồng đủ cây trong vườn của mình. 2. Chi tiêu thì không bao giờ là đủ. Có một sự thật là khi chúng ta kiếm được ít tiền, sống một cuộc sống khó khăn, chúng ta luôn tự hứa là khi có nhiều tiền hơn thì mình sẽ dành ra một chút để tiết kiệm, đầu tư để trở nên giàu có và không bao giờ phải sống khó khăn như vậy nữa. Nhưng thực tế thì đa số khi kiếm được nhiều hơn thì chúng ta lại chi tiêu nhiều hơn, mua sắm nhiều hơn thay vì để dành tiết kiệm. Nếu bạn không có một kế hoạch tài chính cá nhân rõ ràng và kỷ luật bản thân để theo đuổi, bạn sẽ không thể tiết kiệm tiền để đầu tư ngay cả khi bạn kiếm được hàng trăm triệu một tháng, bởi vì sẽ luôn có thứ để cho bạn chi tiêu, sẽ luôn có một chiếc iPhone đời mới, sẽ luôn có một bộ quần áo đẹp hơn và đắt tiền hơn. Vì vậy, thay vì chi tiêu nhiều hơn, hãy cố gắng kỷ luật để chi tiêu ít hơn số tiền mình kiếm được. Bạn cũng đừng hiểu lầm, đừng cực đoan quá việc tiết kiệm. Bạn vẫn có thể tận hưởng số tiền bạn kiếm được để đi du lịch hay làm bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng hãy có một kế hoạch phân bổ cho hợp lý. Ví dụ như, thay vì phải thuê một khách sạn 5 sao, thì bạn có thể ở một khách sạn 3 sao mà vẫn có thể tận hưởng chuyến đi chơi của mình. Phần dư còn lại, hãy tiết kiệm và đầu tư. 3. Tiền bạc là trò chơi dài hạn. Một trong những lầm tưởng của rất nhiều người là họ cố gắng đạt tự do tài chính thật sớm, có một danh sách các cổ phiếu sinh lời tiềm năng, có một căn nhà để cho thuê và họ có thể nghỉ hưu và tận hưởng cuộc đời mà không cần làm gì nữa cả. Nhưng thực tế thì không màu hồng như vậy. Kể cả bạn có một danh sách cổ phiếu tiềm năng thì bạn vẫn phải theo dõi nó đều đặn, đọc báo cáo tài chính để hiểu công ty, học các lớp về đầu tư nếu bạn không muốn một ngày nào đó danh mục của bạn thua lỗ mà bạn không biết lý do là gì. Kể cả bạn vừa xây xong một căn nhà để cho thuê, bạn vẫn phải tìm người thuê nhà, làm giấy tờ, quản lý các rủi ro về pháp lý, cơ sở hạ tầng, vân vân. Mà thậm chí nếu không tìm được người thuê nhà thì bạn sẽ đau đầu nghĩ về ngày bạn sẽ hoàn vốn. Tệ hơn là bạn có dự định cho thuê nhà để có dòng tiền nuôi một dự án kinh doanh nào đó khác, và tệ hơn nữa là khoản đầu tư đó trở thành khoản thua lỗ. Ngay cả khi bạn xây dựng một doanh nghiệp thành công, bạn cũng sẽ có những đối thủ cạnh tranh cố gắng làm khó bạn hoặc thậm chí kéo bạn xuống. Vì vậy, hãy quên đi ý tưởng nghỉ hưu sớm và không làm gì. Tất nhiên, bạn có thể tự động hóa một số công việc của mình, giảm thời gian làm việc, nhưng nhìn chung, trò chơi này không bao giờ kết thúc, và một ví dụ rõ ràng là những người giàu nhất thế giới vẫn tiếp tục làm việc ngay cả khi họ đã đạt sự tự do tài chính. 4. Tiền không giải quyết được những bất an của bạn. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những bất an, và rất nhiều lần chúng ta mua chiếc xe đắt tiền, chuyển đến một ngôi nhà lớn hơn hoặc mua một chiếc điện thoại mới hơn vì chúng ta muốn được xã hội chấp nhận hoặc ngưỡng mộ. Chiếc xe đắt tiền đó sẽ khiến bạn cảm thấy hài lòng trong một hoặc hai tuần, sau đó sẽ trở nên bình thường, nhưng sự bất an của bạn sẽ không biến mất, nên bạn sẽ muốn có một chiếc xe tốt hơn và đắt tiền hơn. Cái vòng lặp đó sẽ không bao giờ dừng lại. Nếu bạn đang tìm kiếm sự chấp nhận, thì hãy học cách quản lý cảm xúc của mình tốt hơn, vì sự bất an của bạn sẽ vẫn luôn ở đó để rút cạn tài khoản ngân hàng của bạn. Thay vào đó,
hãy cải thiện các kỹ năng xã hội của bạn, học cách tăng cường sự tự tin của bạn. Điều này cũng không có nghĩa là bạn không được phép mua một chiếc xe mới hay một cái điện thoại mới. Hãy cứ mua bất cứ thứ gì bạn muốn, nhưng không phải là vì mục đích che đậy đi những nỗi bất an của bản thân. 5. Đừng để ai biết là bạn có tiền. Chúng ta thường thích khoe khoang về số tiền mình kiếm được. Tất nhiên là cũng không có gì sai trái với điều này, đặc biệt mà trong một xã hội, người ta cũng đánh giá nhau rất nhiều qua tiền bạc và địa vị. Tuy nhiên, hãy cẩn thận vì chính sự giàu có của bạn sẽ khơi gợi lòng đố kỵ của người khác. Đồng thời, bạn cũng sẽ gặp những người lạ bỗng dưng muốn đối xử tốt với bạn, nhưng không ai biết được họ muốn tiếp cận bạn với mục đích gì. Nếu bạn kiếm được nhiều tiền, xin chúc mừng cho bạn, hãy tiếp tục kiếm nhiều hơn thế, nhưng hãy chỉ chia sẻ khi thật sự cần thiết và thật khiêm tốn. 6. Người giàu phất lên nhờ khủng hoảng. Khi nền kinh tế sụp đổ vào năm 2008, các công ty không thể tiếp tục chi trả các khoản nợ, hàng triệu người trở nên thất nghiệp, thậm chí là vô gia cư và nghèo đói. Tuy nhiên, một số người bắt đầu tích cực đầu tư và trở nên giàu có hơn rất nhiều sau các cuộc khủng hoảng, bởi vì họ biết nắm bắt cơ hội thu gom tài sản giá rẻ và bán ra khi nền kinh tế phục hồi trở lại. Hãy nhớ tới Jay Walker, người mà được đề cập ở đầu video, người đã gia nhập câu lạc bộ tỷ phú trong vòng chưa đầy một năm, đã tận dụng lợi thế của bong bóng .com. Mặc dù sự giàu có của ông ấy không kéo dài được lâu, nhưng ông ấy vẫn giữ được hàng trăm triệu đô la. Một ví dụ khác là Mark Cuban. Ông ấy thậm chí còn nói rằng nhờ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1998 mà ông đã trở thành một tỷ phú. Lần tới, thay vì ngồi than vãn và đổ thừa cho chính phủ, cho doanh nghiệp, hãy tìm cách nghiên cứu lại các cuộc khủng hoảng đã diễn ra. Bạn sẽ thấy rồi sau đó nền kinh tế sẽ luôn hồi phục. Người khôn ngoan và biết nắm bắt cơ hội sẽ dùng tiền tích lũy gom nhà đất và những cổ phiếu tiềm năng và đợi cho đến khi nền kinh tế hồi phục trở lại. 7. Khi bạn càng lớn, chi phí chi tiêu của bạn sẽ tăng lên. Bạn có nhận ra rằng qua mỗi năm, bằng cách này hay cách khác, bạn càng chi tiêu nhiều hơn không? 4 triệu có lẽ là rất nhiều tiền khi bạn còn là một sinh viên. Nhưng bây giờ, nó chắc chỉ có thể vừa đủ giúp bạn trả tiền nhà thuê mỗi tháng. Và khi bạn càng lớn lên, chi phí của bạn sẽ tiếp tục tăng lên. Đó là bản chất cuộc sống, đặc biệt nếu bạn bắt đầu lập gia đình. Hầu hết mọi người không bận tâm về tương lai vì hiện tại họ đang kiếm được một số tiền khá khá. Nhưng khi chi tiêu vượt quá thu nhập, họ bắt đầu phàn nàn rằng mình không kiếm đủ tiền để đầu tư. Vì vậy, nếu bạn không đảm bảo rằng thu nhập của mình tăng lên hàng năm, chẳng mấy chốc bạn sẽ mắc kẹt trong vòng quay hóa đơn này đến hóa đơn khác, khiến bạn nghèo đến hết đời. Và đó là lý do tại sao bạn phải thực hiện quy tắc tiếp theo một cách cực kỳ nghiêm túc. 8. Của cải phải được tích lũy theo thời gian. Vì bạn không thể trồng một cái cây chỉ sau một đêm, nên bạn không thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm. Hãy nhớ rằng, bạn đầu tư càng sớm thì càng tốt. Với sức mạnh của lãi kép, bạn có thể trở nên giàu có chỉ với một số vốn nhỏ nhoi. Sẽ không có gì lạ nếu bạn biết rằng nhà đầu tư vĩ đại Warren Buffett bắt đầu đầu tư ở tuổi 11. Còn chúng ta đã làm gì khi chúng ta 11 tuổi cơ chứ? Bạn có thể nói rằng bạn đã quá muộn để bắt đầu, nhưng có một câu nói rất hay thế này. Bạn có thể không sinh ra ở vạch đích, nhưng con của bạn có thể được sinh ra ở vạch đích. Nếu bạn sợ rằng bạn không thể sống đủ lâu để tận hưởng thành quả của lãi kép, cũng không sao cả. Hãy trang bị kiến thức cho các thế hệ sau của bạn. Có thể bạn sẽ không chứng kiến con cháu của mình trở nên giàu có, nhưng chắc chắn chúng sẽ rất biết ơn bạn. Hãy nhớ rằng, Warren Buffett đã mất 55 năm để kiếm được 1 tỷ đô la đầu tiên và chỉ mất 3 năm để kiếm được 1 tỷ đô la thứ hai. Và đó là 8 quy luật của đồng tiền mà nếu bạn biết càng sớm, chúng sẽ rất có ích cho chính bạn và tương lai của bạn. Bạn thích quy luật nào nhất? Đừng quên comment bên dưới cho chúng tôi biết nhé. Và hãy like, share video này cho nhiều người biết hơn nữa. Và hãy subscribe kênh channel của Happy Life Station để nhận thêm nhiều thông tin hữu ích về đầu tư, tài chính cá nhân, kinh doanh và phát triển bản thân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.